Doanh nghiệp của chúng ta đang xuất hóa đơn giấy truyền thống mà đang gặp phải rất nhiều vấn đề như lưu trữ, viết thông tin hay ký và đóng dấu. Mỗi ngày trôi qua, hóa đơn giấy cứ chồng chất ở trên bàn làm việc. Mỗi lần viết hay ký đều khiến chúng ta phải mệt mỏi. Vậy, hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel chính là giải pháp dành cho bạn. Sử dụng S-Invoice của Viettel sẽ giúp cho doanh nghiệp của anh dễ dàng tìm kiếm, đối soát, tổng hợp việc xuất hóa đơn. Ngoài ra, còn giúp cho doanh nghiệp của anh sẽ tiết kiệm được những chi phí liên quan đến giấy mực in, chi phí vận chuyển, chi phí lưu trữ hóa đơn, sẽ thuận tiện trong việc lưu trữ thay thế hóa đơn giấy truyền thống, tạo, gửi hóa đơn online cho khách hàng, đối tác mọi lúc, mọi nơi. Mặt khác, còn giúp cho doanh nghiệp của mình khắc phục được những rủi ro liên quan đến hỏng, mất dữ liệu sao lưu. Hiện nay, S-Invoice của Viettel đang có những chương trình ưu đãi giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm lên đến 50% chi phí hóa đơn điện tử. Đơn giá sau khuyến mãi chỉ từ 200 đồng trên một hóa đơn. Phí khởi tạo dịch vụ hóa đơn S-Invoice của Viettel rẻ nhất Việt Nam. S-Invoice là hệ thống quản lý hóa đơn điện tử do Viettel cung cấp, giúp doanh nghiệp khởi tạo, lập, gửi, nhận, quản lý hóa đơn bằng phương thức điện tử, ký bằng chữ ký số và có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy. S-Invoice phục vụ mọi khách hàng có nhu cầu, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice vô cùng thông minh, linh hoạt và hiệu quả, với khả năng mở rộng phù hợp với nhiều loại hóa đơn đặc thù, đáp ứng đa dạng các loại hình doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, khả năng tích hợp với đa dạng các phần mềm kế toán, bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi dịch vụ hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel. S-Invoice của Viettel sử dụng hạ tầng công nghệ hiện đại nhất Việt Nam, giúp cho tốc độ xử lý cũng như lưu trữ hóa đơn một cách nhanh nhất, hệ thống đảm bảo chạy ổn định và bảo mật an toàn. Mọi chi tiết vui lòng truy cập website viettel.vn/sme hoặc liên hệ số hotline 1800 8168.